Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 28 tháng 7 năm 2021, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 26 độ vĩ Bắc đang hạ trục dần xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên. Từ đêm nay đến ngày mai có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác có mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Đài khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo, đợt mưa lớn trên diện rộng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khả năng kéo dài đến cuối tháng 7. Do mưa lớn, các vùng trũng thấp và khu đô thị có nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Trên biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét khiến biển động. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực thành phố Vũng Tàu, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có dông vài nơi. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 78 đến 83%. Khu vực huyện Côn Đảo, mây thay đổi có mưa. Ngày mai trời nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 3, có lúc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh và lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6 và cấp 7, cấp 8, biển động. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 29 tháng 7, cao nhất 348cm, xuất hiện lúc 5 giờ 45 phút, thấp nhất 114cm, xuất hiện lúc 23 giờ 25 phút.